Alo. Chào mừng các bạn đã quay trở lại với The Fancy Dev Channel. Và hôm nay thì mình sẽ bắt đầu một cái series mới làm về front-end. Nó là nói về một cái framework để mà mình có thể viết cái ứng dụng mobile cross-platform, nghĩa là mình có thể viết cho cả Android và cả iOS chỉ với một cái source code duy nhất. Thì lý do tại sao mà mình chuyển qua hướng dẫn các bạn code frontend thì tại vì dạo này nó có một cái thông tin là code app rất là giàu các bạn. nộp thuế 20 mấy tỷ. Thì bây giờ anh em mình bắt đầu vào con đường đi kiếm 20 mấy tỷ để nộp thuế. Thì viết app là cái bước đầu tiên mình có thể kiếm vài trăm tỷ và có thể nộp thuế 20 mấy tỷ. Thì để đơn giản nhất là mình có thể vừa viết một cái app mà có thể chạy lên cho cả Android cả iOS luôn á. Thì cross platform là một cái con đường nhanh nhất. Thì hiện tại thì nhiều cái framework để mà mình có thể có cross platform được là React Native nè, Flutter nè, thậm chí là có cả Xamarin nè đó. Thì trong cái series này mình sẽ giới thiệu cho các bạn đầu tiên về cái React Native. React Native là gì rồi cái kiểu á, với giới thiệu sơ bộ về cái này ha. Thì đầu tiên là mình sẽ phân biệt một cái gọi là React JS và React Native. Tại vì nhiều bạn khi mà nói chuyện các bạn cũng hay nhầm lẫn giữa hai cái này. Thì React JS là một cái thư viện JavaScript và nó là cũng giống như là một cái framework vậy đó. Thì nó dùng để phát triển một cái ứng dụng web ha. Còn React Native là một cái framework và nó cũng cũng dựa trên một cái code React, nhưng mà nó có những cái component đặc biệt. Và những cái component này á, khi mà mình build chạy á thì nó sẽ được cái compile thành những cái native view á, native quy nghiệp. Rồi nó sẽ có những cái thành phần có thể gọi xuống được cái native platform API. Ví dụ như là camera, GPS, sensor này như hạn vậy. Và nó sẽ có những cái gọi là cầu nên kết nối giữa cái module đó, nó kết nối giữa cái JavaScript code của mình và cái code native của Android, iOS để tạo thành một cái ứng dụng đó. Thì đầu tiên thì mình sẽ nói sơ về những cái component ở trong cái React Native. Thì khi mà cái thằng React Native này, khi mà mình sử dụng các component, basic component của nó, thì những cái component này nó sẽ được compile ra thành những cái component của native luôn. Do đó là cái performance của nó cũng sẽ rất là tốt, chứ không phải là nó chậm ha. Performance cũng khá tốt. Thì cái code này nó được compile thành cái code native rồi, chứ không phải là nó chạy một cái máy ảo gì đó trên, rồi nó render một cái web ở trên app native của mình, mà là cái component này nó được render, nó được compile thành cái native view luôn. Ví dụ ở đây component mà mình sẽ thường thấy, mình thường sử dụng nhất là cái view. Các bạn thấy đây component nó khai báo giống như là một cái thẻ HTML ha, mà này là một cái tắc đặc biệt của React Native, nó là cái view. Cái view này thì nó tương tự giống như là cái div, cái thẻ div ở bên React JS. Thì với cái view này ở bên iOS thì nó sẽ được compile thành một cái gọi là UI view, và bên Android thì nó sẽ là Android view. Tương tự cái test input thì bên iOS nó sẽ là UI test view và bên Android nó sẽ là edit test. Cái này mình nói để mình giải thích cho các bạn hiểu cái cơ chế nó khi mà nó compile những cái view đó ra như thế nào, để nó nghĩa là để cho hiểu thôi. Chứ khi mình code thì mình cũng không cần nhớ, mình không cần phải biết là
bên iOS là gì, bên Android là gì ha. Thì khi mình code React Native thì cái yêu cầu của mình là mình chỉ cần biết về cái cách code JavaScript, rồi mình sử dụng những cái component của cái React này là mình đã có thể code được rồi. Mình cũng tạm thời chưa cần biết nhiều kiến thức về iOS và Android. Rồi, và khi mà nó build ra được một cái app thì thành phần bên trong của cái app nó sẽ là như thế nào? Một cái ứng dụng, một cái project của mình nó bao gồm cái logic code, thì khi mà nó chạy ra, nó ra được cái ứng dụng nó sẽ như thế nào? Đây là cái sơ đồ mà mình vẽ ra để cho các bạn dễ hiểu. Đây là cái project code của mình. Trong cái project code của mình nó viết cái code này thì tất nhiên là mình viết bằng JavaScript rồi, bằng JS rồi ha. Thì trong đây nó sẽ có hai phần. Một phần là về UI view, UI của mình, cái UI, cái phần hiển thị của mình là các view, các component này kia đó của mình á. Và một phần là về cái logic ha. Xử lý các logic rồi gửi API rồi data này kia kiểu cộng trừ nhân chia các thứ á. Hoặc là con xuống cái này cái nọ. Thì nó là về cái logic code, nó không dính gì tới cái component view hết, thì nó sẽ là logic. Thì khi mà compile á thì cái UI view này nó sẽ được translate thành một cái native view ở bên trong cái native app, cái ứng dụng của mình khi chạy lên thì nó là một cái native view ha. Còn còn đối với cái logic code, cái JS code này thì bên trong cái ứng dụng của mình khi mà nó chạy á, nó sẽ có một cái JS core, JavaScript core ha, giống như là một cái máy ảo JavaScript vậy đó ha. Thì cái thằng JS core này nó sẽ có nhiệm vụ là nó nói chuyện với thằng native module API, native module, những cái module hoặc những cái máy API của cái native app thông qua một cái bridge ha. Vậy thì cái code logic của mình nè, nó sẽ nằm ở trong cái JS core này và nó sẽ nói chuyện qua lại thông qua cái bridge ở giữa. Và trong cái series này thì mình sẽ về sau đó, mình sẽ hướng dẫn các bạn viết một cái module, native module đó, để mà mình có thể call được từ cái code React Native, cái code JS của mình xuống Android, iOS và ngược lại, là lấy data từ iOS Android lên chẳng hạn vậy. Thì nó nói chuyện thông qua cái bridge. Vậy thì cái logic code của mình nó không có được combine thành cái code native, mà nó vẫn là cái code JS bình thường, nó chạy ở trong cái JS core này và nó nói chuyện với cái native module, nó thông qua cái bridge vậy thôi ha. Nó rất là đơn giản đây, đơn giản vậy thôi. Đây là một cái ví dụ nè, các bạn có thể thấy không? Import React, nó vẫn import React đúng không? Sau đó là nó import những cái component của React này tiếp đó. Và như vậy thôi là render ra cũng rất là dễ ha. Và ví dụ đây là những cái component ở phía bên tay trái này, là những cái component, cái core component của React này tiếp đấy. Vậy thì tiếp theo là mình sẽ nói về nó có hiện tại là đang có hai cái client khi mà mình setup cái môi trường để mà mình code cái React Native này á. Thì hiện tại đang có hai cái client, một cái là mình sử dụng Expo và một cái là mình sử dụng React Native client đó. Thì hai cái này nó khác nhau như thế nào? Đấy. Thì đầu tiên á là mình nói về Expo ha, nó là một cái third party service. Mình sẽ lên cái trang Expo đây, đây đây là Expo ha, cái trang Expo. Thì nó hỗ trợ cho mình trong cái việc là phát triển nè, không phát triển mình lúc mà mình dev nè,
nên mình build nè, mình cập nhật ứng dụng nè, đó nghĩa là nó giống như là một cái tool hỗ trợ cho mình rất là nhiều thứ trong cái quá trình mình phát triển cái app, mà nó không phải là hàng chính hãng của Facebook, nó là một cái bên thứ ba và nó hỗ trợ cho mình ha. Rồi thì nếu mà mình sử dụng Expo thì đây nó có hướng dẫn cài đặt cho mình ha. Đây đó là đầu tiên thì mình phải cài nốt được đúng không, nghĩa là lúc nào mình code React Native thì việc đầu tiên của mình là mình phải setup cài đặt một cái nốt. Đây yêu cầu mình cài đặt nốt 12 trở lên ha, và mình cài đặt cái Expo Client npm install thôi ha. Cũng đơn giản. Rồi một cái nữa là React Native Client, thì cái này là hàng của chính hãng nè, nhưng mà nó thì rất là đơn giản, nó chỉ hỗ trợ cho mình tạo ra một cái project thôi, chứ ngoài ra thì nó không có làm gì thêm cho mình nữa hết. Thì cách setup nó cũng phức tạp hơn, phải setup Android Studio nè, setup Xcode nè, rồi tùm lum hết thì nó mới chạy được. Thì tất nhiên là hướng dẫn chi tiết cụ thể ở dưới đây thì các bạn có thể lên cái trang reactnative.dev nè, environment setup ha, các bạn coi coi, các bạn làm theo, nó cũng không có gì gọi là quá phức tạp đâu. Mình cũng không có muốn phải tốn một cái video để hướng dẫn chi tiết các bạn làm việc này nữa, các bạn hoàn toàn có thể tự làm được theo cái cách hướng dẫn ở trên thôi. Rồi mình tiếp tục mình nói về cái export client này ha. Thì cái export client này á, nó là một cái third party service, nó miễn phí. Tất nhiên là nó có những cái tính năng có phí rồi, nhưng mà khi mà sử dụng ban đầu thì nó hoàn toàn miễn phí, và nó có rất là nhiều tool toy, nhiều công cụ hỗ trợ cho mình để mà mình có thể phát triển cái app mình, dev app mình rất là nhanh. Ví dụ như là mình chỉ cần cài setup project xong là mình bấm cái bật cái là nó có thể chạy lên trên máy ảo cho mình, hoặc là thậm chí là mình lấy cái máy thật ra mình quét cái QR một cái là nó sẽ chạy lên bật lên, nó chạy lên trên cái device của mình luôn. Đó cũng rất là tiện. Đó, thì nó hỗ trợ nhiều thứ, và những cái thư viện nó có hỗ trợ sẵn một số cái thư viện nữa. Thì mình khi mà mình sử dụng những cái thứ đó mình phát triển thì phát triển dụng rất là nhanh. Thì ngược lại thì nó bị giới hạn bởi cái Expo Ecosystem, có nghĩa là cái Ecosystem dịch là gì? Hệ sinh thái. Thì chỉ những cái thư viện nào đó mà tương thích được với Expo thì mình mới có thể sử dụng ở trong cái project Expo của mình. Còn những cái thư viện nào đó mà bên ngoài mình nó không tương thích thì mình không thể sử dụng. Một cái nữa là mình cũng không thể viết được những cái native module, tự mình tạo ra một cái native module. Native module nghĩa là mình cần một tính năng gì đó mà mình gọi xuống cái app native của mình Android iOS mà nó không có sẵn, mình phải tự viết. Đó nghĩa là mình tạo ra một cái native module riêng của mình, thì nếu mà mình sử dụng Expo thì mình cũng không làm được ha. Thì bởi vì nó bị giới hạn. Đó, Expo cho phép sử dụng những thư viện nào tương thích được với Expo, thì trên trang Expo nó có liệt kê ra, thì mình lên đó mình kiểm tra, ok nếu nó tương thích mình được phép xài, không tương thích không được phép xài. Đó đó là cái giới hạn lớn nhất của nó. Rồi còn cái React Native lên thì nó là chính hãng, thì được một cái nó là nó rất là linh động, tại vì nó không có gì hết, nó rất là linh động, nên là mình muốn thêm cái gì vào cũng được hết, và mình có thể tự viết native module này kia kiểu của mình luôn, hoàn toàn không có một cái giới hạn gì cả ở trong cái client này. Nó chỉ tạo cho mình một cái project, sau đó là nó build cho mình, nó run cho mình vậy thôi ha, không có tool toy gì hỗ trợ cho mình hết luôn đó. Thì với những cái dự án mà mình làm trước đây á, thì mình
hầu như là mình sử dụng cái React Native lên này, tại vì mình không có thích dướng 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 vào mấy cái giới hạn của ông Expo. Nhưng mà nếu mà để phát triển một cái ứng dụng đơn giản thì mình Expo nó rất là tiện. Thì ở trong cái series này mình sẽ đồng thời đi cả hai cái claim nữa luôn, nghĩa là mình sẽ làm một cái hướng dẫn Expo, cái hướng dẫn React Native lên cho các bạn có thể tham khảo. Tất nhiên là phần nào cả hai đều dùng chung được thì mình chỉ làm một cái thôi, còn cái phần nào mà ví dụ như chỉ có React Native lên làm được thì mình sẽ làm cái video riêng cho nó ha. Rồi đó, thì tổng quan về cái React Native là vậy. Thì những cái yêu cầu về yêu cầu khi mà mình lập trình React Native á, thì tại vì ngôn ngữ lập trình của nó là JavaScript nên bắt buộc các bạn phải biết, không cần quá rành, không cần quá giỏi, nhưng mà phải biết về cái nó mình phải biết về JavaScript, phải biết sơ về ngôn ngữ JavaScript, không cần biết quá nhiều. Đó, trong quá trình mình vừa code, mình vừa làm thì mình vừa học thêm. Đó, chứ mình cũng không cần phải quá rành, quá giỏi. Thì đầu tiên là mình bắt buộc phải biết JavaScript. Code Android, code iOS có thể mình không cần phải biết. Không cần phải biết Java, không cần phải biết Kotlin, không cần phải biết Objective-C, không cần phải biết Swift. Vẫn có thể code được React Native bình thường. Đó. Ở đây nó chỉ cần mình yêu cầu là mình có cái JavaScript Fundamentals thôi ha. Rồi. Đó. Thì yêu cầu React Native thì nó chỉ có như vậy thôi, giới thiệu sơ qua tổng quan như vậy thôi. Thì ở những cái video sau mình sẽ bắt đầu đi vào những cái project đầu tiên. Đó. Hẹn gặp lại các bạn ở video tiếp theo.